Theo Bộ Công an, qua đấu tranh cho thấy tội phạm về ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp và còn tiềm ẩn. Đây là vấn đề xã hội quan tâm lo lắng. Tại Đồng Nai, Công an tỉnh đã và đang tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác tuyên truyền để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, ghi nhận tại huyện Tân Phú. Tuy không phải là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, nhưng do là địa bàn giáp ranh và có quốc lộ 20 chạy qua, nên tội phạm ma túy thường chọn địa bàn huyện Tân Phú làm nơi trung chuyển ma túy. Để ngăn chặn hạn chế tình hình tội phạm ma túy xâm nhập làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương, Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ với tội phạm này. Tội phạm ma túy ở trên địa bàn Tân Phú cũng diễn biến khá là phức tạp. Chúng tôi cũng đã tổ chức nhiều chuyên án để đấu tranh, triệt phá các cái hoạt động mua bán, tàng trữ và sử dụng ma túy. Trong năm 2023, Công an huyện Tân Phú đã phát hiện triệt phá hơn 30 vụ vi phạm pháp luật về ma túy, bắt tạm giữ 60 đối tượng, tăng vật thu giữ gần 1 kg ma túy. Mới đây, đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự ma túy, kinh tế, Công an huyện Tân Phú phối hợp cùng Công an xã Tà Lài, huyện Tân Phú bất ngờ tiến hành kiểm tra đối tượng Ngô Văn Long, sinh năm 1996, ngụ tại xã Tà Lài. Tại thời điểm này, lực lượng chức năng phát hiện trên người Long có một bịch ni lông. Long khai nhận đó là ma túy đá và được một người tên Sơn Ba Lòng nhờ đi lấy giúp. Có thấy cái bình ở dưới thì em có hút một hơi, xong rồi ảnh mới điện cho nhà xe. Thì ảnh mới kêu đưa tiền, đưa 200 cho anh Như đi lấy, mà anh Như kêu không biết chỗ. Thì anh Sơn mới nhờ em. Thì em lên đi lấy thì bị bắt như vậy. Khám xét ở trong cái hộp thì có một bịch ni lông màu trắng, nghi về ma túy thôi. Với cái mục tiêu là chúng ta phòng ngừa tội phạm là chính và đảm bảo làm sao cho địa bàn không để cho tội phạm đến hoạt động. Thậm chí là có tồn tại ở đây thì cũng không dám hoạt động. Đó là cái mục tiêu của chúng tôi. Để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm về ma túy, trong thời gian tới, Công an huyện Tân Phú đã tăng cường lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp, công tác công an để nắm chắc tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, để tập trung tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy, giữ gìn bình yên nhân dân.